Ngọc Diệp muốn giới thiệu ngay đến quý vị một trong hai thí sinh đang chờ đợi trong phòng nguy hiểm. Vâng, họ đang chờ đợi, quý vị giám khảo cũng đang chờ đợi và khán giả cũng sẽ chờ đợi. Chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Chào mừng quý khán giả quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Off bước nhảy ngàn cân. Đó, thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn lại hai thí sinh mà thôi. Đó chính là anh Khoa và Ngọc Sơn. Trước khi gặp thí sinh tiếp theo thì Ngọc Diệp xin hỏi, có phải ước mơ ngày bé của anh Trường Giang là lớn lên sẽ trở thành một siêu siêu mẫu không? Ngày xưa thì anh ước mơ nhiều, ước mơ làm người mẫu, ước mơ làm ca sĩ, ước mơ làm phi công. Thật anh lòng. Chọn toàn những cái nghề khó không vậy? Vì ước mơ mà, đâu có tốn tiền, nên cứ ước mơ thôi. Và anh đã làm gì để theo đuổi ước mơ của mình? Để làm thinh chứ làm gì vậy? Nghĩ chắc chắn là không được. Nghĩ sao tướng vậy lấy máy bay, cái chân có chút xíu mà làm sao mà làm người mẫu. Thật sự Ngọc Diệp chia sẻ là để giữ được cái vóc dáng là một điều vô cùng khó lắm. Khó lắm, đúng rồi. Đâu phải ai cũng giữ được cái dáng như anh Linh bây giờ. Hoài nha, cứ hoài nha, máu tôi hoài nha. Bởi vì là giữ dáng rất khó, cho nên để giảm được cân và có dáng đẹp hơn lại càng khó hơn. Đúng rồi. Cho nên phải thông cảm với các thí sinh của chúng ta nhiều hơn. Nỗ lực của các bạn phi thường lắm quý vị ạ. À. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ thí sinh. Đó chính là anh Khoa. Hai cái bắp đùi của mình ấy, nó to, cho nên là khi mà đi thì hai chân ấy, nó tưởng tượng như là đang đi hai hàng vậy. Và cái lưng gù như thế này, chị Xuân Lan chỉnh lại lưng cho mình và dáng đi của mình để cho người ta thấy được cái sự thay đổi, không những về cân nặng mà còn về dáng đi, dáng ngồi và cách hành xử của mình. Và khi mình được sải bước trên cái sàn catwalk và cảm giác của mình khi đang đi sân khấu đó là đầy tự tin và rất hiên ngang của một người đàn ông. Đây không phải là gọi là một thử thách mà đây là một cái sự hoàn thiện chính bản thân của mình. Mình đã giảm được đến 21kg và cảm thấy người của mình rất là săn chắc, mặt lại có cái chữ V-line rất là nhiều. Mình là chiều cao 1m80, nếu như mình còn phấn đấu được xuống 75kg thì mình sẽ bằng tiêu chuẩn một người mẫu. Phần bài này, cái khó khăn của mình và chị Ốc Thanh Vân á, thì là mới đầu vào bài thôi thì cái nhịp nhạc nó rất là nhanh. Thậm chí có những cái đoạn step line rất là nhanh mà hai người cùng phải giao nhau với nhau để tạo ra những cái bước chân thật nhanh và phải thật đúng nhịp. Có hai đoạn bưng bê, những động tác nó rất nguy hiểm. Và động tác đó làm cho chị Ốc là phải chấn thương rất là nhiều lần. Đối với Khoa thì cặp của Khoa cũng có thể là chưa được may mắn, mà cũng có thể là mình chưa có đủ trình để mà mình có thể vươn đến điểm số 10. Coi đó là một cái mốc để Khoa phải cố gắng để đạt được nó. Tuần này, riêng với những nhảy cha thì Khoa sẽ cố gắng nhảy thật tốt bài biểu diễn cha này và cố gắng giảm cân thật tốt, chỉ có tiến và không có lùi. Mother, father, gentleman. You so free.
một tràng vỗ tay cho anh Khoa và Ốc Thanh Vân. Xin mời bà giám khảo nhận xét về phần trình diễn của thí sinh anh Khoa. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Wow, Khoa, cái bài em với Ốc làm rất là giải trí, rất là jazz và đúng một cái thể loại burlesque luôn. Tại cái phần burlesque này, nếu mà khán giả chưa hiểu rõ lắm burlesque là cái gì, là cái đó là cái phần mình diễn, mình thể hiện một cái nhân vật thế nào. Và cái gương mặt của Ốc, và hôm nay cái gương mặt của em và cái ấm mắt của em nó không có bị đơ. Lúc em tháo cái kiến ra đó, hai bạn diễn mặt rất là tốt. Chừng nào mình giao lưu với một người đó, mình có cái cảm giác. Và lúc đó anh tin về cái sự đam mê của hai bạn với nhau, rất thương yêu nhau và nó rất là vui. Hôm nay em là một người gần cuối đó, thì không biết nếu mà cái sự vui này nó sẽ đủ để vô tiếp theo. Nhưng đối với cái kỹ thuật và mấy cái phần nhảy nè, jazz nè, burlesque nè, quick step nè, rất là nhiều kỹ thuật khó. Cái bưng bê cuối cùng, zoom, là bất ngờ ha? Không có hả? Động tác đó là gì? Mình thấy chưa thấy rõ. Làm lại đi. Làm lại động tác đó. Ok. Yeah. Được rồi, thì nói chung thì anh thấy cái bài này nó rất là giải trí và anh hy vọng là em được đi sâu hơn. Xin cảm ơn anh John Huy. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Hôm nay tôi lại cảm thấy Khoa không được thoải mái lắm trong cái cách thể hiện của mình. Vẫn diễn nhưng mà nó rất là căng thẳng. Ánh mắt thì vẫn diễn nhưng mà trong từng cái động tác, từng cái cử chỉ thì có vẻ như là em đang lo lắng. Thực ra anh chưa có nhìn thấy cái sự dứt khoát trong cái từng động tác. Dĩ nhiên là nó rất là đều đẹp nhưng mà sợ là em đang bị lo cái gì. Anh cảm nhận như vậy thôi. Anh Hoài Linh cảm nhận là em hơi lo lắng nhưng mà anh cảm nhận em rất là thoải mái. Và yeah, không biết chưa. Anh Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng đang định nói nãy giờ, anh chờ anh Linh nói xong anh mới được quyền nói. Anh lại thấy ngược lại chút xíu, em thoải mái. Khi em ra là em diễn, wow, em lấy đám đông, em thể giao lưu với khán giả một cách rất là thoải mái, tự tin. Một bài diễn, một sự kết hợp bất ngờ giữa dạng này với nhạc kia, thay đổi, xen kẽ nhau liên tục. Và Ốc Thanh Vân cũng có những cái động tác nó ăn khớp với lại những cái sau trong, ở trong đó. Cái phần nhảy múa lúc đầu thì nó có cùng với nhau ha, sau đó nó bị rời đi tí xíu, sau đó lại có lại, nó lại rời đi tí xíu, nó có lại. Đó, có thể là đó là ý đồ bài diễn của tụi em. Tuy nhiên nhìn chung một bài diễn rất là tốt, một tâm lý hoàn toàn thoải mái, đâu có vấn đề gì khó khăn đâu. Đó. Tại sao mà mình phải để không giảm cân tốt mà để bị gây áp lực? Em sẽ rơi vào nguy hiểm, để cho tuần sau em còn dám không giảm cân nữa hay không? Xin cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng tiến lên chiếc cân phía trước. Số cân cũ của anh Khoa 87,9 cân. Cân nặng mới 86 cân, giảm 1,9 cân, tương đương 2,2%. Và sau 8 tuần đến với chương trình thì tổng số cân mà anh Khoa đã giảm được chính là 21,8 cân. Wow, quá dữ. Chúc mừng bạn. Rất là đáng nể. Xin cảm ơn anh Khoa.